Với dự án của chúng ta thì chúng ta có được 5 cuốn truyện truyện tranh. Cuốn truyện tranh đầu tiên là của tác giả Nguyễn Quang Huy và Đoàn Thị Thu Phương. Đấy, về bí mật nữ điệp viên xinh đẹp. Đấy, là tập 1. Cái cuốn truyện số 2 đấy là cuốn truyện Phút Cuối Người Mỹ Tại Sài Gòn của tác giả Đoàn Hiền. Cuốn truyện thứ 3 là Tình Khúc Huyền Thoại của tác giả Nguyễn Hữu Tiệp. Thứ tư là cuốn truyện Lời Anh Vọng Mãi của nhóm tác giả anh Lê Văn Khoa, anh Nguyễn Tuấn Anh, chị Phạm Thị Hằng và chị Linh A Múi. Cuốn thứ sáu là Cậu Bé Chiến Binh, tác giả của Thu Hồng và Tấn Sơn. Cuốn thứ bảy là Ký Ức Thời Thơ Bé Về Ngày Thống Nhất, hồi ký của tác giả là Quốc Dung và anh Trần Luận. Cuốn thứ 8 là Lời Nhắn Nhủ Cuối Cùng của tác giả là Hà Kim Anh và anh Nguyễn Thắng. Đó, thì như vậy là chúng ta có 8 cái cuốn truyện anh chị em ạ. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 cuốn truyện. Đúng không ạ? Đấy, thì với 7 cuốn truyện như vậy là chúng ta với một cái nhóm có khoảng độ tổng cộng là có hơn 10 17 người cam kết, 17 người cam kết với 18 19 19 người. Trong đó có 17 người là có gọi là nộp phí cam kết. Và chúng ta ra được 7 cuốn truyện. Như vậy là tỷ lệ rất là cao. Đúng không ạ? Tỷ lệ rất cao. Trong đó thì có rất nhiều người là phụ trách những cái nhiệm vụ, ví dụ như là kiểm tra, kiểm soát và truyền thông. Đó. Thì đầu tiên thì Huy cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia dự án, đồng thời là biết ơn tất cả những anh chị em đã nhiệt tình, bỏ công, bỏ sức, nỗ lực để mà hoàn thành cái dự án trong thời gian rất ngắn. Đó. Thì ở đây thì Huy sẽ thống kê một số cái điểm nhất của cái dự án này. Thứ nhất đấy là người truyền thông tốt nhất dự án, đội 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 trợ lý có thể ghi lại giúp Huy nhé. Huy sẽ thống kê một số cái thông tin dựa trên cái cảm nhận cá nhân của Huy, thì không biết nó có đúng hay không thì đội trợ lý cứ ghi vào, đúng không ạ? Thứ nhất là về người truyền thông tốt nhất thì Huy rất là ấn tượng về sự truyền thông của bạn Lưu Thị Thu Hà và bạn Nguyễn Như Mai. Đây là hai bạn có nhận nhiệm vụ truyền thông, mặc dù là không vẽ nhưng mà các bạn truyền thông cực kỳ tốt, và truyền thông nó là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng ở trong cái dự án này. Thì ở đây thì Huy có tổng hợp một số cái bài truyền thông mà các bạn đã đăng lên đấy, ví dụ như là đăng lên trên Facebook này đấy, ví dụ bạn Lưu Hà này đăng lên trên cái nhóm này, các cái nhóm này đấy, ví dụ Hội Đồng Hương này. Đấy. Đấy, rất là nhiều cái nhóm khác nhau, cái nhóm ở Facebook rồi nhóm Zalo. Đấy. Thì bạn Lưu Hà sau khi đăng thì đã gửi vào trong nhóm thì Huy đã lưu được. Còn bạn Nguyễn Như Mai thì có rất nhiều lần bạn ấy đăng nhưng mà bạn ấy không gửi vào trong nhóm, cho nên là mình không có lưu được. Nhưng bạn Nguyễn Như Mai và bạn Nguyễn Lưu Hà cái gì nhỉ? Lưu Hà thì đều là những cái người vô cùng xứng đáng trong cái việc mà truyền thông. Các bạn truyền thông rất là nhiệt tình đó, trên Facebook, trên Zalo, ở trong các cái đội nhóm khác nhau, thậm chí bạn ấy còn thống kê ra các cái nhóm. Đấy. Bạn thống kê ra các cái nhóm đó, rồi sau đó thì bạn truyền thông được cái câu chuyện nào thì bạn ấy tích vào, rất là chuyên nghiệp anh chị em ạ. Đó. Đấy, rất nhiều những cái nhóm Zalo rồi là Facebook rồi là cá nhân rồi các cái trang về lịch sử, trang về truyện tranh. Huy cũng truyền thông khá nhiều nhóm nhưng Huy cũng không không xếp vào, Huy không copy vào. Nhưng là đây là một số cái nhóm, một số cái bài viết mà các bạn đã gì ạ, đã truyền thông thôi. Bạn bạn Thu Phương cũng có truyền thông một số cái nhóm và một số cái chia sẻ. Đây, một số chia sẻ của bạn Thu Phương cũng rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn những anh chị em đã làm công việc truyền thông. Còn rất nhiều anh chị em khác truyền thông, ví dụ chị Kim Hà, anh Nguyễn Thắng thì cũng truyền thông rất là tích cực. Tuy nhiên thì cũng không phải cái nào mình truyền thông thì mình cũng báo cáo
cho nên là Huy biết anh chị em chúng ta đã truyền thông rất là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa được cái sự gọi là ghi nhận của những cái báo chí chính thống. Thì cái việc này thì Huy cũng có nói chuyện với anh chị em hôm họp hôm trước, đó là Huy cũng có làm việc với một số cái báo chính thống, nhưng họ sợ rằng là bởi vì những cái ấn phẩm về lịch sử thì họ sợ bị soi, bị đập, bị ảnh hưởng về uy tín, cho nên họ nói rằng là nếu như mà cái ấn phẩm của mình mà không được xuất bản, tức là không có một cái đơn vị thứ ba đứng ra để mà kiểm tra, thì họ đăng lên thì họ cũng có những cái e ngại, cho nên là cũng là một cái khó trước khi mà đưa lên những cái báo chính thống. Thì đây là cái mà Huy thấy là nó chưa đạt được cái mục tiêu của mình ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã có hoàn thành cái dự án rất là tốt và truyền thông cho cộng đồng những người yêu thích truyện tranh, yêu thích lịch sử và yêu thích AI. Họ cũng đã biết được đến cái dự án của mình, những cái cuốn truyện của mình, đồng thời cũng có những cái phản hồi rất là tích cực từ những cái ý kiến ở trong cộng đồng. Đây là một cái điều mà Huy thấy rằng là đáng mừng, và chúng ta hãy comment để cảm ơn những người đã truyền thông rất là tốt, ví dụ như bạn Lưu Thị Thu Hà cũng như là bạn Nguyễn Như Mai. Anh chị em hãy comment xuống là cảm ơn hai cái người truyền thông đi ạ. Ok không ạ? Rồi. Mỗi người chúng ta đều có một cái nhiệm vụ riêng và chúng ta hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình. Đó là cái điều tuyệt vời nhất. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo nữa thì Huy sẽ đánh giá về những cái tác giả, đúng không ạ? Người kiểm duyệt tốt nhất. Người kiểm duyệt tốt nhất là người đưa ra nhiều ý kiến kiểm duyệt, gọi là bới lông tìm vết, là soi nhiều nhất. Đấy, thì Huy rất ấn tượng với hai người, đó là anh Bùi Duy Hoàng và anh Nguyễn Hữu Tiệp. Đấy, hai anh này là hai người có kinh nghiệm, có kiến thức và đều là những người có tuổi. Đấy, có nhiều trải nghiệm. Đặc biệt là có cái kiến thức về mặt lịch sử. Cho nên là rất là cảm ơn anh Bùi Duy Hoàng cộng với cả anh Nguyễn Hữu Tiệp vì đã đóng góp cho dự án cũng như là bới lông tìm vết, hỗ trợ cho anh chị em để chúng ta có thể ra được những cái tác phẩm tốt nhất. Thì chúng ta hãy comment xuống để cảm ơn anh Bùi Duy Hoàng và anh Nguyễn Hữu Tiệp, đúng không ạ? Ban truyền thông hoặc là ban trợ lý có thể giúp Huy copy những cái phần có cảm ơn của mọi người gửi vào trong nhóm được không ạ? Nếu mà chúng ta có mặt ở trong Zoom thì chúng ta sẽ nhận được lời cảm ơn trực tiếp. Còn nếu như mà chúng ta không có mặt trong Zoom thì chúng ta cũng nhận được lời cảm ơn gián tiếp qua những cái comment của tất cả anh chị em trong Zoom. Thì vui lòng anh chị em trong Zoom giúp Huy làm cái việc đó là chúng ta hãy comment xuống những lời cảm ơn, bởi vì những lời cảm ơn này sẽ được truyền đến tai của những anh chị em có tên ở trong cái comment của anh chị em. Được chưa? Đấy, anh chị em comment đúng tên của họ ra thì lúc mà ban trợ lý ấy, họ copy họ gửi vào ấy thì họ sẽ dễ đọc được hơn, đúng không ạ? Rồi, đây là cái đánh giá chủ quan cá nhân của Huy nha. Còn tất nhiên còn trong đó thì có rất nhiều anh chị em khác cũng đóng góp rất là tốt trong cái việc mà soi. Đấy, tuy nhiên thì Huy ấn tượng người nào thì Huy sẽ chia sẻ người đó. Được chưa ạ? Về kịch bản thì Huy đánh giá rất là cao hai cái kịch bản. Đó là kịch bản đầu tiên là kịch bản của chị Hà Kim Anh. Đây là một kịch bản vô cùng cảm động, ngắn gọn và rất là sát với cái chủ đề 30 tháng 4. Đó. Cho nên về kịch bản thì Huy đánh giá rất cao kịch bản của chị Hà Kim Anh. Một kịch bản khác nữa mà Huy rất là thích và Huy cũng đã dành thời gian tâm huyết để nghiên cứu và ủng hộ cho cái kịch bản đó. Đó là kịch bản của bạn Đoàn Thị Thu Phương. Không biết chị bạn Thu Phương có ở trong Zoom ngày hôm nay không? Đấy, chị Hà Kim Anh thì có đây rồi. Thì hai kịch bản này là hai kịch bản Huy rất là thích. Và theo đánh giá của Huy thì đây là những kịch bản rất là chất lượng, rất là cảm động. Ok. Đấy, thì chúng ta hãy comment xuống để cảm ơn cũng như là chúc mừng hai tác giả, có hai nhà biên kịch có hai cái kịch bản rất là hay, rất là hấp dẫn. Đó. Được không ạ? Anh chị em hãy comment cái tên của họ vào để họ biết là chúng ta đang chúc mừng chính họ, đúng không ạ? Có rất nhiều kịch bản hay, tuy nhiên thì Huy ấn tượng kịch bản nào
nhớ được cái kịch bản, tức là khi mà nhắc đến kịch bản Huy, Huy ấn tượng kịch bản nào thì Huy bật ra kịch bản đấy. Còn có nhiều kịch bản hay mà Huy không nhớ thì có thể là nó chưa hay lắm, hoặc là có thể là Huy không nhớ thì không quan trọng anh chị em nhé. Thì quan trọng nhất đó là chúng ta đã hoàn thành cái câu chuyện của mình, ok không ạ? Và đây như Huy nói rồi, nó ý kiến chủ quan cá nhân, anh chị em có thể là thích không thích, có thể hài lòng không hài lòng, nhưng mà không sao, đấy là cái quan điểm cá nhân của Huy thôi, được chưa ạ? Cái người mà ra được cuốn truyện đầu tiên, anh chị em biết là ai không ạ? Cái người mà ra cuốn truyện đầu tiên, anh chị em biết là ai không ạ? Cái người mà ra được cái cuốn truyện về lịch sử, về chủ đề này đầu tiên, đó là anh Nguyễn Hữu Tiệp. Đúng không ạ? Anh Nguyễn Hữu Tiệp là cái người đã rất là nhanh anh chị em ạ. Chỉ có khoảng độ đâu đó khoảng hơn một tuần thôi là anh Tiệp đã ra cái cuốn truyện đầu tiên về huyền thoại thêu gì ạ? Huyền thoại đúng không ạ? Đấy. Thì anh Tiệp là một cái người rất là dành về truyện tranh. Anh đã vẽ rất nhiều cuốn truyện tranh rồi, mà anh không chỉ dùng AI, anh chỉ còn dùng thêm các cái phần mềm khác để tạo ra cuốn truyện nó rất là xúc tích, rất là hay và cũng rất là chi tiết. Anh Tiệp không những là ra cuốn truyện sớm mà anh còn chi tiết đến mức như này, là những cái kỷ vật rồi những cái đồ vật ở trong cái truyện tranh của anh ấy, là anh phải nghiên cứu. Ví dụ như cái lược mà hình con chim hòa bình được tạo ra từ cái mảnh bom chẳng hạn ấy, thì nó là cái kỷ vật có thật, tức là nó là cái gọi là một cái vật phẩm có thật ở trong cái thời kỳ đó. Đấy, anh ấy chi tiết anh kỹ đến mức như vậy, thậm chí là cái súng ở cái thời đấy là súng AK-47 hay là bao nhiêu đấy là anh rất là kỹ. Đấy, cho nên là ngoài cái việc mà anh là người ra tác giả ra chuyện sớm nhất thì anh cũng là cái người mà soi rất là tốt, rất là kỹ và rất là chính xác. Được ạ, anh chị em hãy comment xuống để chúc mừng anh Tiệp đúng không ạ? Ok nha. Rồi, tiếp theo nữa là người mà có giọng gọi là trình bày hay nhất thì Huy rất là ấn tượng giọng của hai người. Một đấy là chị Trần Thị Quốc Dung, hai là chị Hà Kim Anh. Hai người này có cái giọng nói ngọt vô cùng luôn anh chị em ạ. Nói mà nó ngọt mà nghe nó hay. Chị Quốc Dung thì chị Quốc Dung thì có cái giọng rất là dễ thương. Mặc dù là chị lớn tuổi hơn Huy rồi, nhưng mà nghe chị nó như là giọng trẻ con đó anh em. Nó rất là dễ thương, đáng yêu vô cùng. Đấy. Còn giọng của chị Hà Kim Anh thì nó như nào nhỉ? Nó như là rót mật vào tai anh chị em ạ. Cái cuốn truyện của chị mà đọc bình thường thì nó đã hay rồi, nó đã được 8-9 điểm rồi. Nhưng mà khi mà nghe qua cái giọng đọc của chị Hà Kim Anh ấy, thì anh nói anh chị em chỉ có khóc thôi. Chỉ có mà gì ạ, là 11-12 điểm, chứ 10 điểm là chấm là cảm thấy là hơi thòm thèm. Đấy. Tức là chị Kim Anh chị ấy đọc cái cuốn truyện đấy phát tự nhiên là cái cuốn truyện ấy lên level mới luôn. Đấy, bình thường nếu mà không có giọng đọc của chị ấy, thì chỉ được 8 điểm thôi. Nhưng mà chị đọc vào một phát nó lên 11-12 điểm luôn. Đấy, cho nên là gì ạ, là Huy rất ấn tượng là hai giọng của hai chị này, ok không ạ? Rồi, trong đó thì chúng ta có rất nhiều cái nhóm làm truyện tranh khác nhau, và cái nhóm mà Huy quan sát được là họ làm việc tích cực nhất, ấn tượng nhất, phối hợp ăn ý nhất, nghiêm túc nhất, chăm chỉ nhất, chi tiết nhất, thì đấy là nhóm của anh Lê Văn Khoa. Không thể nào mà nhóm nào mà vượt qua được nhóm này. Huy ở trong nhóm đấy mà anh chị em tưởng tượng là Huy đau đầu luôn, bởi vì nó cứ kêu tinh 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 suốt ấy. Huy phải tắt cái chuông nó đi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nhóm này hoạt động vô cùng tích cực. Đấy, anh chị em hãy comment những thành viên trong nhóm anh Lê Văn Khoa, tất cả các thành viên đều hoạt động cực kỳ tích cực. Cái này là cái hay của anh Lê Văn Khoa. Đấy, Huy không biết là anh làm cách nào, nhưng mà tất cả thành viên đều gọi như là hoạt động cực kỳ tích cực. Đấy là anh Lê Văn Khoa, Linh A Mùi, Linh A Múi, anh Nguyễn Tuấn Anh và bạn Phạm Thị Hằng. Bốn người với một nhóm anh chị em ạ. Một nhóm bình thường thì chỉ có hai người thôi, một người kịch bản, một người vẽ thôi, là đã gọi là cũng khó rồi, khó kết hợp với nhau rồi. Nhưng mà nhóm đây đã bốn người. Đấy, vậy mà cuối cùng ra được một cuốn truyện tranh mà có rất nhiều chi tiết. Cái hôm mà Huy sửa cho cái nhóm của anh Lê Văn Khoa ấy, là anh chị em biết trong một cái khung hình nữa nhé,
không phải là trong một cái trang, một cái trang lại có nhiều khung hình, trong một cái khung hình đấy thôi nhá, nó có khoảng độ 20 chi tiết rời rạc khác nhau nó ghép vào. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Nó có khoảng độ 20 chi tiết trong một cái khung hình ấy. Mà mình bấm nó cứ nhảy bởi vì là các cái khung hình nó chồng lên nhau nhiều quá, nhiều lớp quá. Thế anh chị em tưởng tượng không ạ? Một cái khung hình mà có những 20 lớp nó chồng lên nhau như thế thì đúng là quá là kinh khủng. Huy cũng chịu, Huy không làm được. Chỉ có những cái người mà thực sự là rất là tâm huyết thì mới làm điều đó. Đấy, anh chị em hãy comment chúc mừng nhóm của anh Lê Văn Khoa, chị Linh A Múi, anh Tuấn Anh và bạn Phạm Thị Hằng. Đấy không ạ? Huy ở trong nhóm này, Huy ngưỡng mộ họ luôn và Huy cũng học từ họ rất là nhiều. Tiếp theo nữa, đấy là kịch bản sát với thực tế và cung cấp nhiều cái thông tin lịch sử chính xác nhất. Thì đấy là Huy tuyên dương anh Đoàn Hiền. Anh Đoàn Hiền ở trong cái cuốn truyện là Phút Cuối. Thì anh ấy gần như là anh liệt kê ra cái những cái mốc lịch sử quan trọng trước khi mà 30/4 khi mà quân Mỹ mà còn ở Việt Nam và họ rút quân như thế nào. Đấy thì thực sự là cái cuốn truyện của anh ấy là cung cấp rất nhiều những cái thông tin lịch sử. Rất nhiều những cái thông tin mà mình chưa biết, mình không biết trước đây. Đó, và nó bám sát với cả lịch sử, bám sát với cả những cái dữ kiện, những cái mốc lịch sử, nhưng mà lại được truyền tải bằng truyện tranh rất là thú vị, rất là sáng tạo. Được chưa ạ? Anh chị em hãy chúc mừng anh Đoàn Hiền, đúng không ạ? Rồi, đến cái gì nữa nhỉ? À, có một cái nữa Huy rất thích, đấy là cặp đôi ăn ý nhất, cặp đôi mà dễ thương ăn ý nhất thì Huy rất là ấn tượng cái cặp đôi của anh Nguyễn Thắng và chị Hà Kim Anh. Cặp đôi này là cứ gọi là tung hứng với nhau, xong rồi là rất ăn ý, và đặc biệt là gọi là hỗ trợ nhau, bảo vệ nhau rất nhiệt tình luôn. Đấy, người tung, người hứng, người đỡ, người chia sẻ rất hay. Đấy, cặp đôi hoàn hảo, đúng gọi là cặp đôi hoàn hảo. Anh Nguyễn Thắng và chị Kim Anh. Lại xin chúc mừng anh Nguyễn Thắng và chị Kim Anh. Anh chị em hãy tiếp tục comment xuống thật nhanh. Chúc mừng anh Nguyễn Thắng và chị Kim Anh với gọi là cặp đôi rất ăn ý, rất hoàn hảo. Đấy. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? À, còn một cái nữa. Đấy là cái người mà Huy thấy là rất nỗ lực, rất là cố gắng. Cái người này ấy là vào sau, tức là dự án hoạt động được khoảng gần 2 tuần rồi. Anh chị em biết là trong vòng 1 tháng để chúng ta làm ra cái dự án là đã rất khó rồi. Nhưng mà dự án 2 tuần rồi anh mới vào. Tức là gì ạ? Anh ấy chấp chúng ta là 2 tuần, chấp chúng ta 50% thời gian. Đấy, vậy mà gì ạ? Vậy mà anh vẫn hoàn thành kịp tiến độ và cái cuốn truyện của mình, và cuốn truyện là cực kỳ hay anh em, cực kỳ hay và cực kỳ là gì ạ, là hấp dẫn. Cái câu chuyện rất là hấp dẫn, có tình tiết, có nút thắt, và đặc biệt là cái sự mà gì ạ, cái tranh vẽ nó rất là khớp, nó rất là confident, tức là nó rất là ăn ý với nhau đó. Và Huy rất là thích cái phong cách vẽ tranh đấy, là nhóm của anh Trần Tấn Sơn và chị Thu Hồng. Chị Thu Hồng thì không có trong nhóm cam kết, nhưng mà hỗ trợ cho chị anh Tấn Sơn rất là tốt luôn. Đấy, thì đây là một nhóm mà Huy thấy là đi sau nhưng mà lại về trước. Đấy, và thực sự là họ phải rất nỗ lực anh chị em ạ. Họ phải rất nỗ lực. Và Huy nhìn thấy sự nỗ lực của họ. Xin chúc mừng anh Tấn Sơn và chị Thu Hồng. Ok, đấy thì đấy là một vài cái còn cái gì nữa không? Thôi thế thôi nhé, tạm thời thế. Ok, thì xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta. Thì đấy là một vài cái nhận xét của Huy, thì không biết nó có đúng hay không thì cũng không quan trọng. Huy nghĩ sao Huy nói vậy, mong anh chị em bỏ qua cho nếu như mà không nhắc tên anh chị em nhé. Thì chúng ta cũng hoan hỉ, vui vẻ. Thế thì đấy là một vài cái tổng kết mà Huy thấy rằng là ở đây là chúng ta có những con người tuyệt vời.
mới đầu chúng ta không biết nhau, mới đầu chúng ta chưa biết nhau, chúng ta cũng chưa biết vẽ truyện tranh, chúng ta cũng chưa biết là AI, nhưng mà chúng ta đã tham gia vào một dự án thực sự là rất khó. Lúc mới đầu ấy thì Huy với cả thầy Cao Vương cũng ngồi bàn với nhau rằng là đây là một cái chủ đề thực sự là khoai, gọi là chị Kim Anh họ là khoai cà rổ ấy. Đấy, rất là thực sự là khoai. Xong rồi chị Kim Anh với cả anh Nguyễn Thắng lại làm chủ đề về khoai nữa, thế là nó lại khoai gấp đôi. Cho nên là Huy cũng không biết là có làm được không, nhưng mà thực sự là sau khi mà chúng ta bắt đầu thì Huy cũng bất ngờ. Huy bất ngờ vì cái sự nỗ lực của tất cả anh chị em chúng ta. Huy rất là bất ngờ vì sự cố gắng của tất cả anh chị em chúng ta. Một chủ đề khó trong thời gian ngắn, toàn những người chưa biết gì, nếu mà dám làm thì thực sự đây là một cái điều gọi là đáng tự hào. Nói thật với anh chị em, đây là điều đáng tự hào của bản thân Huy cũng như của Học viện AI và cũng như tất cả anh chị em chúng ta. Hãy comment một điều gì đó chúc mừng tất cả chúng ta được không ạ? Anh chị em hãy comment chúc mừng chúng ta vì chúng ta đã vượt qua được một cái gọi là thử thách khó khăn. Coi như là một thử thách khó khăn. Huy biết anh chị em đều bận rộn, đều có việc cả. Huy cũng có việc, anh chị em cũng có việc. Nhưng mà chúng ta đã cống hiến, đã bỏ thời gian công sức ra để mà nỗ lực. Thì đây là cái điều rất tuyệt vời, đáng tự hào. Chúng ta hãy comment xuống điều này. Được chưa ạ? Rồi. Thì ngoài những người cố gắng nỗ lực ra thì cũng có những người có cam kết nhưng không thực hiện, không tham gia, hoặc tham gia nhưng không đến nơi đến chốn, hoặc tham gia đến nơi đến chốn nhưng mà lại gì ạ, lại không tạo ra được cái tác phẩm, hoặc không tạo ra được những cái gọi là đóng góp nhiều. Thì Huy cũng xin chia sẻ luôn là một số anh chị em là không gọi là đạt được cái mục tiêu của dự án và sẽ không được hoàn lại cái tiền cam kết của mình, đúng không ạ? Ở đây thì có khoảng 4 anh chị em, tất cả những cái lịch họp rồi là anh chị em có mặt hay không, rồi anh chị em đóng góp cái gì thì đều được ban trợ lý ghi chép lại để mà xác định. Cho nên là Huy tin tưởng rằng là những cái gọi là đánh giá này là khách quan và đúng đắn. Thứ nhất là chị Lý Thị Bích Thủy. Đấy, thì cũng có một vài đóng góp. Đặc biệt chị Thủy thì rất là chịu khó trong việc là tham gia các phòng Zoom. Nhưng mà thường là tắt cam, tắt mic và gọi thì không được. Nhưng mà rất là chịu khó tham gia Zoom. Đây là cái điều mà Huy tuyên dương, hoan nghênh. Tuy nhiên thì chị Thủy không hoàn thành cái nhiệm vụ truyền thông. Mặc dù là có truyền thông chứ không phải không có, nhưng mà nó không đủ. Đấy, cái thứ hai nữa là không có báo cáo, cho nên là Huy không biết. Nên là xin phép đó là chị Lý Thị Bích Thủy là sẽ gọi là trong tình trạng báo động từ tuần trước rồi. Đấy, và bây giờ thì chị Bích Thủy cũng vui vẻ là gieo hạt cái tiền cam kết của mình, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là anh Đinh Quang Hiệp. Lúc nãy là Huy nhìn thấy anh Đinh Quang Hiệp ở trong Zoom ấy, không biết giờ còn không. Thì anh Đinh Quang Hiệp cũng có tham gia một vài cái phòng Zoom. Tuy nhiên thì có lẽ là anh cũng rất là bận nên là cũng không phát biểu ý kiến, cũng không tham gia được vẽ tranh. Thì Huy cũng xin phép là gọi là không có trả lại cái tiền cam kết của anh Đinh Quang Hiệp. Được chưa ạ? Tiếp theo nữa là bạn Lê Thi Anh. Thì bạn Lê Thi Anh cũng có kịch bản về đường Trường Sơn, lúc mới đầu cũng có đóng góp, không phải là không. Đấy, cũng có họp một cách khá là đầy đủ. Tuy nhiên thì lúc sau ấy thì bạn Lê Thi Anh thì cũng không có tạo ra được cái cuốn truyện, cũng không đóng góp cho bất kỳ nhóm nào. Cho nên là cũng không được gọi là hoàn trả lại cái tiền cam kết. Cái thứ tư nữa là bạn Trương Thị Hải Yến. Thì bạn Trương Thị Hải Yến thì nhận rất nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên thì cuối cùng thì cũng không có ra được cuốn truyện nào, cũng không tham gia vào nhóm nào, cũng không đóng góp nhiều vào trong cái việc hoàn thành các cái dự án. Mặc dù là bạn Trương Thị Hải Yến cũng có đóng góp ở trong nhóm Zalo, tuy nhiên thì cũng không nhiều. Đó, cho nên là Huy cũng xin phép. Anh Trần Văn Luận thì mới đầu thì Huy thấy là cũng không có
tham gia nhiều, nhưng tuy nhiên sau đấy thì anh Luận có tham gia cùng với cả chị Quốc Dung, đúng không ạ? Đấy, sau đó thì anh Trần Văn Luận cũng có tham gia với chị Quốc Dung, cho nên là cũng hỗ trợ chị Quốc Dung rất là nhiều, nên là cũng được chấp nhận. Thay vì là báo động thì mình sẽ chấp nhận bỏ cái phần báo động của anh Luận đi, bởi vì anh Luận có một cái kịch bản, nhưng mà cuối cùng thì anh không hoàn thành được cái kịch bản của anh ấy, nhưng mà anh lại hỗ trợ chị Quốc Dung rất là nhiều. Ok, thì như vậy là có 4 người trong 17 người đã cam kết, thì có 4 người là không hoàn thành cái nhiệm vụ mà mình đã đặt ra. Thì không biết là anh chị em một trong anh bốn anh chị em có mặt trong phòng Zoom này có ý kiến gì không? Nếu anh chị em có ý kiến thì ý kiến ngay bây giờ. Nếu không thì sau khi mà đã gọi là kết luận xong thì anh chị em miễn ý kiến, được không ạ? Có anh chị em nào mà có ý kiến không ạ? Em xin ý kiến ạ. Tắt một mic đi à, Luận ơi. Vâng. Em xin chào các thầy, chào các anh chị. Thì đúng là thực ra thì em cũng hơi tham. Thì em làm bước đầu làm hai chị em tạo ngẫu hứng để tạo cái chuyện tranh của cô bé 7 tuổi ấy, thì để tạo ra tác phẩm, nhưng mà bên cạnh đó cũng muốn lồng ghép cái chuyện tranh riêng của bản thân mình, nhưng mà đúng là thời gian nó cũng gấp quá. Với hai nữa là khi làm ra thì nó nhiều cái phát sinh, tức là vẽ nhân vật rồi nó lại phát sinh ra nhân vật khác không đều ý như muốn, nên là đôi ra là cái bản kịch bản của em bản thân này nó không không chưa được hoàn thiện, nên là lúc đầu thì em cũng là thần tốc mấy tiếng để ra kịch bản để ra nhân vật ấy, nhưng mà đúng là khi mà mình chưa hoa xong được cái tác phẩm cùng đội nhóm chính, nên là đúng là em phải dồn lại cái thời gian và công sức và để cùng với chị Dung để hoàn thiện cho tác phẩm, nên đúng là cái bản của mình nó em nó tư duy nó hơi rộng một tí về cái nhân vật, nên là nó rộng kiến thức, nên là chưa thả hồn vào nhân vật, mới chưa hoàn thiện được Rồi được rồi, không sao. cái Tưởng bản là đồng chí vâng là nên là bị báo động thì mới ý kiến, không bị báo động thì không, ý gửi. là cũng đang 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 ý là cũng đang nói là cảm ơn bản thân và cảm ơn đội nhóm để có được tác phẩm hoàn thiện như này đấy ạ. Em Rồi rất ok. biết chị Dung ạ, cảm Rồi, ơn cảm thầy ơn Trần ạ. Luận vì đã hỗ trợ chị Trần Dung rất nhiều, bởi vì nếu mà không có Trần Luận thì chị Dung thì chắc là không không ra được tác phẩm đâu. Đúng rồi chị Dung. Dạ thầy. Ừ. Đúng Ok. rồi thầy. Rồi. Rồi, có chị Bích Thủy muốn nói gì không ạ? Dạ em á thì không, cái việc giao hàng thì là bình thường thầy, cái đó Ừ. giống như là mình đóng cam kết để mà tham gia để trải nghiệm chung với mọi người, cho nên là cái đó không có quan trọng. Nhưng Dạ, mà ý vâng, là cảm mình ơn tiếc chị. tiếc thời gian vừa rồi là em nhiều thứ quá ơi. Em Dạ vừa mới vâng. vô ảnh xong là em vô làm cái YouTube rồi cái TikTok rồi em tham gia quá Rồi, trời nãy chị thứ trình bày rồi, em nghe rồi. Vâng, cảm ơn chị. Ừ. cái thành ra là em nói thôi để đó rồi dự án hai tham gia cũng được, nếu Dạ là vâng, được để sắp ok. Thế xếp. dự án 2 thì mình nếu mà tiếp tục đóng tiền cam kết thì chị có đóng không? Em tưởng là giữ em tưởng là giữ lại là tham gia dự án Không làm gì có chuyện này, cái nào xong đứt điểm, dứt điểm đứt đuôi con nằm lọc rồi, cần gì này còn giữ là giữ thế thôi nào. để em xem, em phải sắp xếp lại là nếu mà em đóng tiền cam kết là em phải thực hành để lấy lại chứ À, thì chứ đúng giờ đừng có rồi, đúng rồi đấy. dạ, thì em phải phân bổ lại cái thời gian nguồn lực, là nguồn lực của em bây giờ chạy nhiều quá em Dạ không có. vâng, rồi cảm ơn chị. Đầu tiên là xin cảm ơn cái sự gieo hạt của chị, cảm ơn cái tinh thần của chị. Chị là cái người rất là tuyệt vời vì luôn luôn đi đầu trong tất cả các cái hoạt động của Học viện AI, và cũng là người học tập rất là chăm chỉ. Tuy nhiên thì mình phân bổ thời gian, nguồn lực của mình thì mình có thời gian có giới hạn, nguồn lực có giới hạn, đúng không ạ? Đấy. Rồi, anh Tiệp bật mic có ý kiến gì ạ? À? Mình cũng chúc mừng cả toàn đội đã vượt qua một đề tài nó rất là khó. Tuy nhiên thì tất cả những cái thành công thầy đã nói rồi thì còn có. Còn có những cái chưa thành công là chưa được đến được với báo chí chính chính thống, thì cái đấy thì sẽ chắc là sẽ có những cái dự án tiếp theo dần dần chúng ta cũng không nhanh được, thì chúng ta cũng
chúng ta đi chậm hơn một chút, không vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là cái nhiệt huyết, cái tinh thần của anh chị em đấy trong toàn đội dự án này, cực kỳ là vào cuộc, cực kỳ là mạnh mẽ, là quyết liệt, là đấy. Còn rất có rất ít người cũng trong đội cam kết là vì lý do cũng nhiều, vì lý do công việc ở các hai cái kia thì cũng chưa hoàn thành cái phấn đấu cho những cái dự án tiếp theo. Tiến của mình là cũng rất là về tổng thể là chúng ta đã thành công. Ok, rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Tiệp. À, thì anh Tiệp là cái người hỗ trợ cho anh chị em rất là nhiệt tình trong cái dự án, cũng như là góp ý rất nhiều những ý kiến rất là xác đáng, và bản thân anh Tiệp cũng hỗ trợ, cũng là góp ý yêu ý rất là nhiều những cái chi tiết ở trong cuốn truyện tranh của mình, giúp cho mình hoàn thiện hơn. Cũng xin cảm ơn anh Tiệp rất là nhiều. Ok, thì vừa rồi thì Huy cũng được đảo qua một số cái thông tin về những cái cuốn truyện và một số cái gọi là thông tin chung của các cái nhóm, cũng như là cái việc mà đã thống kê, cũng như là xác nhận những cái người nào mà không được hoàn trả lại tiền cam kết. Còn những anh chị em nào mà được trả lại tiền cam kết thì chúng ta đã đăng ký cái số tài khoản, được chưa ạ? Ai mà quên chưa đăng ký thì chúng ta tiếp tục đăng ký với trong cái file mà đã được ban tổ chức đã gửi từ hôm trước ấy, đúng không ạ? Thì anh chị em đăng ký số tài khoản ở trong đó, rồi sau đó thì ban tổ chức sẽ chuyển khoản lại cho anh chị em trong một vài ngày tới, đúng không ạ? Ngoài ra thì Học viện AI rất là biết ơn, cũng như là rất là hoan nghênh cái sự đóng góp của anh chị em trong cái dự án này. Và Học viện AI thì cũng có một số cái phần thưởng gọi là tặng thêm, gọi là khuyến khích cho tinh thần của anh chị em. Và cái này thì Huy rất là mong muốn được mời thầy Cao Vương, là CEO của Học viện AI, là founder của Học viện AI, là cái người mà đưa ra ý tưởng của cái dự án này, thì mời thầy Cao Vương lên có thể chia sẻ đôi lời, cũng như là có thể chia sẻ về cái gọi là động viên tinh thần từ Học viện AI, đúng không ạ? Em xin mời thầy Vương ạ. Ok, các chị nghe được tôi nó rõ chưa ạ? Nghe được rõ không ạ? Ok rồi ạ. Dạ, rõ rồi. Rồi, xin chào mọi người. Đầu tiên là xin chúc mừng các chị, chúng ta đã vượt qua một cái thử thách có thể nói là vô cùng khó khăn, đúng không ạ? Đúng như anh Huy nói, đó là lúc đầu anh Huy nói với tôi là lúc đầu tôi có ý là ok, mặc dù ý tưởng này rất là hay, tôi có ý là tôi vẫn băn khoăn và họ không biết là có thực hiện được không. Bởi vì làm một cuốn truyện tranh, bản thân tôi khi tôi tự làm cuốn truyện tranh, tôi biết là nó vất vả thế nào chị ạ. Thực sự vất vả. Mất phải đến 2-3 tuần. Đấy là truyện tranh kiểu trẻ con thông thường nhá. Nhưng mà là truyện tranh lịch sử thì thôi rồi, nó còn khó rất nhiều. Chưa làm tôi đã nghĩ ra đủ thứ khó. Nào thì vẽ nhân vật, nào thì chọn cốt truyện, N thứ, chưa kể là nhân vật nó có trung thành với cả giống cái ảnh thật hay không. Rất nhiều cái khó khăn. Và tôi thấy cực kỳ ngưỡng mộ những chị chúng ta trong đội ngũ chúng ta đã đi được đến ngày hôm nay. Vì rõ ràng là chúng ta đã đi qua một cái chặng đường rất là khó khăn, và chúng ta đã chứng minh rằng là chúng ta đã làm được. Chưa hết, một tràng vỗ tay cho tất cả chúng ta đi ạ. Chúng ta hoàn toàn vô cùng xứng đáng. Vì nếu mà chị hãy tưởng tượng lại mình lại ở cái ngày đầu tiên, đúng là đây là gọi là điếc lựa súng. Tinh thần là điếc lựa súng, làm mà không biết là mình cái điều gì mình có khó khăn như thế nào, nhưng vẫn gọi là hăng hái mà làm, đúng không ạ? Quả thật là cái tinh thần đấy là gọi là rất là máu, rất là quyết tâm thì mới làm. Nếu mà anh chị lường trước các cái khó khăn mình chưa thể gặp thì rõ ràng là có thể là anh chị sẽ cũng khó nghĩ mình có thể làm được, đúng không ạ? Nào anh với chị ở đây mà thấy rằng là đến giờ mình nhìn lại cái quãng đường mình đã qua vẫn thấy rất là mình tự thấy ngưỡng mộ mình ạ. Nào comment tôi nếu mà chị thấy tự mình ngưỡng mộ mình, nếu mà nghiệm lại trong suốt cả hơn một tháng qua, tự ngưỡng mộ mình. Tự ngưỡng mộ mình, cuối cùng mình cũng làm được. Điều đó có giúp chị học được một bài học gì trong cuộc đời của mình không ạ? Có phải một cái tháng vừa qua là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ của chúng ta không ạ? Nó có giúp chúng ta học được một bài học gì trong cuộc đời của mình không ạ?
rõ ràng là chúng ta học được một bài học, mà ở đây bài học đó không phải là, nó không phải được thường là trả giá bằng tiền đâu, đúng không ạ? Một bài học đấy nó là bài học vô giá, nó bài học cho anh chị thấy rằng là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của là việc teamwork đó, sức mạnh việc biến cái không thể thành cái có thể, sức mạnh của sự quyết tâm, được chưa ạ? Và đấy là cái điều mà chúng ta được nhất. Tôi nghĩ rằng là không có gì bằng những điều đấy, bởi vì ngoài kia nếu chị bỏ tiền ra thì cũng không thể có được những cái trải nghiệm như này. Tôi đồng ý với tôi không ạ? Nào, ai có thể nói cho tôi rất là nhanh chóng cái trải nghiệm, cái cảm nghĩ của mình khi mình làm xong câu chuyện này, đúng không ạ? Đấy, mình hãy nhớ lại cái khoảnh khắc mình làm xong câu chuyện này đi, câu chuyện của mình đi ạ. Mình cảm thấy thế nào ạ? Một người có thể chia sẻ cho tôi đúng không ạ? Cái trải nghiệm mình vừa làm xong ấy, vừa làm xong trang cuối cùng của chuyện ấy. Rồi, vừa làm xong cái trang cuối cùng của chuyện ấy, cái cảm xúc của mình như nào ạ? Sướng đúng không? Làm xong mình lúc là mình ghép chữ với ghép hình ở cái trang cuối cùng ấy, cảm thấy rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, thì vô cùng chúc mừng tất cả anh chị chúng ta ngồi đây. Và thay mặt Học viện AI thì tôi cũng có một cái món quà để khuyến khích cũng như là ghi nhận, được chưa ạ? Ghi nhận những cái công sức của anh chị. Món quà thì nó không là lớn lắm, nhưng mà nó là cái sự động viên. Ở đây thì tôi sẽ tuyên bố một số cái giải như sau. Đầu tiên là tôi muốn trao cho cái giải là giải Teamwork xuất sắc. Một cái nhóm làm việc với nhau mà là tuyệt vời nhất, gọi là ăn ý nhất. Giải này là trị giá 1 triệu đồng. Thì như thầy Quang Huy nói là giải này có phải là thuộc về đội của anh Khoa không ạ? Nhờ thầy Huy xác nhận để tôi chính thức tuyên bố ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi, 1 triệu đồng dành cho Teamwork của chị anh Khoa, Lê Văn Khoa. Rồi, một tràng vỗ tay cho đội anh Khoa đi ạ. Và tôi sẽ dành hai cái giải tiếp theo, dành cho hai cuốn truyện xuất sắc nhất của hai team, mỗi giải 500.000, được chưa ạ? Thì hai cuốn truyện xuất sắc nhất do thầy Huy chọn sẽ là dành cho hai cái giải tiếp theo nhá. Rồi, và tiếp theo là đó là tôi muốn là vinh danh ở đây là những cá nhân mà được thầy Huy thầy đã vinh danh, thì tôi muốn chọn ra 10 người nhá. 10 người được thầy Huy vinh danh trong nhóm này sẽ là tôi sẽ tặng cho anh chị một cái gói extension về vẽ truyện tranh và Midjourney trị giá là 2 triệu đồng, tất cả 10 người. Ok không ạ? Nhá. Thì cái gói này nó sẽ nằm trong cái extension của Học viện AI. Thì tất cả những cái câu lệnh liên quan đến Midjourney này. Rồi. Những câu lệnh liên quan đến Midjourney hay nhất, được chưa ạ? Nó khoảng độ 40 câu lệnh trị giá 2 triệu nhá. Rồi những cái liên quan đến truyện tranh, những cái câu lệnh liên quan đến truyện tranh, được chưa ạ? Tác giả sách thiếu nhi này, trình tạo truyện ngắn này, truyện tranh này. Đấy, thì những câu lệnh này tôi sẽ đưa vào một cái gói và tôi sẽ tặng 10 anh chị được thầy Huy ghi nhận và trong cái buổi ngày hôm nay. Đấy, xin chúc mừng 10 anh chị nhá. Rồi. Và cũng hy vọng là chúng ta sẽ có những dự án tiếp theo, bởi vì nói thật là có một đội ngũ như anh chị là một điều rất tuyệt vời. Thì trong cái lần trước tôi có chia sẻ với thầy Huy đó là cái khao khát của chúng tôi ấy, đó là chúng tôi muốn tạo ra một cộng đồng vẽ tranh bằng AI lớn nhất tại Việt Nam. Ở đó chúng tôi sẽ trao đi bằng tất cả sức mình để chúng tôi dạy, đào tạo miễn phí cho tất cả những ai yêu thích truyện tranh, yêu thích vẽ tranh, yêu thích nghệ thuật với AI. Và tôi với thầy Huy thì đang có kế hoạch là sẽ chia sẻ đều đặn tất cả những buổi thứ ba hoặc là thứ tư hàng tuần, thì cái đấy chờ thầy Huy xác nhận thêm. Thì tôi cũng muốn là nhân cái buổi ngày hôm nay, có lẽ là nhờ thầy Huy gửi lấy lời mời cho một vài anh chị có thể tâm huyết với cái cộng đồng vẽ tranh của Việt Nam, để chúng ta tạo ra, tạo dựng một cộng đồng mà những người thực sự là passionate, những người đam mê với nghệ thuật, những người mà chúng ta thắp cái lửa liên quan đến cái mảng AI này, để nhiều người quan tâm đến cái nghệ thuật với vẽ tranh, với Midjourney, để lan tỏa những kiến thức này hoàn toàn miễn phí tới nhiều người hơn. Thì tôi hy vọng rằng là cái kết thúc của dự án thì nó không phải là kết thúc mọi thứ, mà là mở ra một sự bắt đầu mới, mở ra mối quan hệ mới, mở ra những sự hợp tác mới, và chúng ta cùng chung tay một cái dự án lớn hơn rất nhiều.
đó là đưa những cái kiến thức về tranh, rồi làm sao để đưa những cảm hứng về những câu chuyện tranh tới thật nhiều người lớn, tới thật nhiều ông bố, những bà mẹ, những người mà luôn khát khao ước gì một ngày nào đó mình có thể có một câu chuyện tranh cho đứa con của mình và cho chính những bạn trẻ trong tương lai. Những bạn trẻ mà hình dung lại những câu chuyện tranh, nó chính là cách để thể hiện chúng ta biến ước mơ chúng ta thành hiện thực, đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng tổ chức một cái lớp vẽ tranh ngay vào ngày mai và ngày kia, là cái buổi mà lớp vẽ tranh đầu tiên bằng AI. Mà thực ra là mặc dù tôi chưa biết là tôi sẽ gọi là có thể mình có thể một cái giáo trình tốt nhất như thế nào, nhưng giống như các chị, tôi cứ gọi là cứ liều mà làm thôi. Bởi vì tôi tin rằng nếu mình cứ trao giá trị đi thì kiểu gì mình cũng sẽ tìm cách để tạo ra một cái kết quả tuyệt vời mà nhiều phụ huynh đó nhận, được chưa ạ? Và tôi cũng sẽ giống như chị, ngày mai mặc dù tôi chưa biết là cái giáo trình của tôi đã đủ tốt hay chưa, nhưng tôi vẫn cứ sẽ dạy mọi người vẽ truyền tranh nhé. Tôi và Thầy Quang Huy thì đó là một số cái điều tôi muốn chia sẻ. Một lần nữa thì tôi xin chúc mừng các anh chị trong đội nhóm, trong tất cả những chúng ta ngồi đây, ta đã cái mà phần thưởng lớn nhất của chúng ta đó không phải là một cái khoản tiền nào đó, mà là đó là cái trải nghiệm vô giá mà chúng ta đã có được trong suốt một tháng qua, trải nghiệm vượt qua cho chính mình, trải nghiệm mà mình đã làm một cái điều mà thậm chí ngay từ đầu mình thấy rằng rất là khó nhưng mình vẫn cứ làm. Rồi, xin chúc mừng cả lớp, và đặc biệt tôi cũng muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Quang Huy, là một người vô cùng thân thiết với anh chị, một người mà tôi thấy rằng là trong suốt thời gian qua nếu không có thầy Quang Huy chỉ bảo, thậm chí là xem cho chị từng cái trang vẽ, chỉnh cho chị từng nét vẽ, từng câu chữ, từng lời thoại, thì chúng ta cũng không thể có kết quả cuối cùng. Nên tôi muốn anh chị chúng ta hãy gửi lời biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Quang Huy, người đã bỏ rất nhiều thời gian tâm huyết cho cái dự án này và người đã nói được là làm được. Đó là tinh thần tôi rất là ngưỡng mộ. Hãy gửi lời biết ơn đến thầy Quang Huy đi ạ. Giúp tôi thay mặt học viện AI gửi lời biết ơn đến thầy Quang Huy nhá. Rồi, xin trả lại mic rất cho tuyệt vời. Xin cảm ơn thầy Cao Vương, và xin cảm ơn những động viên, lời động viên cũng như là phần thưởng rất là quý báu, rất là giá trị về mặt tinh thần cũng như là giá trị về mặt vật chất của Học viện AI cũng như là của thầy Cao Vương. Rất là tuyệt vời. Chúng ta đang trong một cái giai đoạn lịch sử của Việt Nam cũng như là giai đoạn lịch sử ở trên thế giới, cũng như là giai đoạn lịch sử của chính chúng ta. Khi mà chúng ta tham gia vào Học viện AI, chúng ta được học tập những kiến thức rất là mới, rất là tiên tiến từ thế giới, và chúng ta ứng dụng những cái công cụ AI vào trong công việc, trong cuộc sống của mình, và chúng ta có thể thay đổi rất là nhiều thứ trong tương lai, và nó là một cái gọi là sự thay đổi rất lớn trong chính bản thân chúng ta và cho cộng đồng chúng ta sau này. Ok không ạ? Rồi, chúng ta hãy comment xuống cảm ơn Học viện AI và cảm ơn thầy Cao Vương ạ. Với những lời động viên và những món quà rất tuyệt vời, được không ạ? Rồi, thì chúng ta đã đi qua, chúng ta đã có những cái món quà. Thì những cái món quà thì nó mang tính chất là động viên rất là lớn. Và Huy hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có những cái dự án tiếp theo. Khi mà chúng ta đã làm việc với nhau, chúng ta đã tin tưởng nhau, chúng ta đã hiểu nhau, thì chúng ta kết hợp với nhau những cái dự án khác cũng rất là tuyệt vời. Một trong những cái dự án đấy như thầy Cao Vương vừa mới chia sẻ, đó là những cái dự án gọi là chia sẻ vì cộng đồng, mong muốn có nhiều người biết hơn về truyện tranh, về AI nói chung đấy, và về vẽ tranh bằng AI, rồi sử dụng AI trong công việc, trong cuộc sống để nâng cao cái hiệu quả trong công việc cũng như là nâng cao cái thu nhập cũng như là cuộc sống của người dân Việt Nam. Thì đấy là một trong cái dự án mà thầy Cao Vương ấp ủ cũng rất là lớn, và thầy Cao Vương có chia sẻ với Huy thì Huy cũng đồng ý và cũng hoàn toàn ủng hộ với những cái ý tưởng mà thầy Cao Vương đưa ra, và rất là hy vọng là trong thời gian tới sẽ được anh chị em hỗ trợ trong các cái dự án, trong những ý tưởng mới. Ok không ạ? Rồi,
Thì ngoài cái sự đóng góp của tất cả anh chị em chúng ta thì Huy không thể nào không nhắc tới sự biết ơn dành cho những anh chị em hỗ trợ. Đấy, thì những bạn hỗ trợ rất là nhiệt tình trong dự án này thì chúng ta không thể nào mà quên những người hỗ trợ phía sau chúng ta. Đầu tiên là xin cảm ơn bạn Trần Phương, là người hỗ trợ rất là nhiệt tình cho dự án này. Thứ hai là bạn Phạm Hằng, là người hỗ trợ rất là chi tiết, rất là chu đáo, gọi là bám sát dự án từ đầu đến cuối. Đó, không những thế bạn Phạm Hằng còn tham gia vào một dự án, vào một cuốn truyện tranh cùng với cả anh chị em. Thì đấy là cái điều mà Huy rất là tự hào với những đội trợ lý của mình. Ngoài ra thì có chị Mai Phương cũng luôn luôn theo sát, hỗ trợ, ủng hộ ở phía sau. Và thầy Cao Vương cũng là cái người mà bám sát, cũng là hỗ trợ chúng ta rất là tuyệt vời. Thì chúng ta hãy gửi lời cảm ơn những con người này được không ạ? Ok, thì đấy là một vài cái gọi là tổng kết của cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay và kết thúc cái dự án này. Đấy, buổi hôm nay là buổi họp cuối cùng của dự án lịch sử vẽ truyện tranh lịch sử vì cộng đồng. Thì kết thúc dự án này thì chúng ta sẽ mở ra những dự án mới, và một trong những cái dự án đó thì chúng ta đã được thầy Cao Vương chia sẻ rồi. Thì ngoài ra thì có những cái dự án vẽ truyện tranh về cá nhân, ví dụ như là chúng ta hãy cho mình một cái kịch bản và chúng ta tự vẽ ra những cuốn truyện của riêng mình. Chúng ta đã có kỹ năng, chúng ta đã có kiến thức, chúng ta đã biết cách làm. Bây giờ chúng ta có thể sản xuất ra nhiều cuốn truyện tranh khác nhau. Đồng thời là chúng ta cũng sẽ gì ạ, cùng nhau chia sẻ cái gọi là cái kỹ năng mà vẽ truyện tranh này cho nhiều người hơn nữa. Bởi vì rất nhiều người ở ngoài kia họ đều mong muốn sở hữu cho mình một cuốn truyện tranh, họ muốn được là tác giả một cuốn truyện tranh nào đó. Sau khi anh chị em vẽ xong cuốn truyện tranh rồi, anh chị em cảm thấy hào hứng, nhưng sau đó anh chị em cảm thấy bình thường. Nhưng mà anh chị em có biết rằng rất nhiều người ngoài kia khi họ nhìn thấy mình vẽ được một cuốn truyện tranh ấy, là họ rất là ngưỡng mộ. Họ rất là ngưỡng mộ anh chị em ạ. Anh chị em cứ tưởng tượng xem, nếu như mà trước đây một tháng thôi, mình đâu có tên trong một tác giả một cuốn truyện nào đâu. Vậy mà bây giờ mình có thể làm được điều đó. Rất nhiều người bạn ở ngoài kia, ví dụ như là bạn của Huy chẳng hạn, bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến bạn đại học của Huy, đến bây giờ chưa có thằng nào là tác giả của một cuốn truyện tranh nào cả. Vậy mà Huy đã là tác giả của 3-4 cuốn truyện tranh rồi. Thì ít nhất là mình có một cái điều gì đó mà mình làm được mà họ không làm được. Mà phần lớn những cái người trong độ tuổi của Huy á, thì tuổi thơ của họ là gắn liền với những cuốn truyện tranh. Nó không có nhiều cái thiết bị điện tử giống như bây giờ. Chúng ta cho trẻ con xem YouTube, cho trẻ con chơi game. Ngày xưa nó không có đâu, đúng không ạ? Ngày xưa nó chỉ có truyện tranh làm bạn của mình thôi. Đó, những cuốn truyện nó là những người bạn thân thiết ở những tuổi thơ của những người 8X, 7X, 8X, 9X. Đó, và khi mà chúng ta đọc những cuốn truyện tranh như vậy thì chúng ta rất là ngưỡng mộ cái người mà tạo ra những cuốn truyện tranh như thế. Và bây giờ chúng ta tạo ra được rồi, thì chúng ta hãy lan tỏa cái giá trị này đến cho nhiều người hơn. Hãy làm cho nhiều người biết đến rằng hoàn toàn một người không biết gì về vẽ truyện tranh nhưng vẫn có thể hoàn thành, có thể vẽ được một cuốn truyện tranh rất là hay, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Đúng chưa ạ? Đó. Và chúng ta lan tỏa cái điều này đi để làm gì ạ? Để mong muốn Việt Nam chúng ta có nhiều người có thể hoàn thành được cái ước mơ, cái đam mê của họ hơn. Bởi vì có rất nhiều người ước mơ, đam mê, mong muốn trở thành tác giả cuốn truyện tranh nhưng mà không phải ai cũng làm được. Nhưng mà bây giờ với những công cụ hiện đại, với AI, với những kiến thức mà chúng ta đã được học thì hoàn toàn chúng ta có thể làm được điều đó. Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng là chia sẻ cái cuốn truyện của mình cho nhiều người đọc hơn, nhiều người biết hơn, kể cả sau khi là 30 tháng 4 đã kết thúc và cái dịp lễ 30 tháng 4 đã đi qua, chúng ta vẫn tiếp tục truyền thông về những cái gì ạ, những cái dư âm về những cái dự án này, chia sẻ cho bạn bè mình. Chúng ta có thể in những cuốn truyện tranh ra, nó giống như cuốn truyện tranh như này, chúng ta có thể in nó ra, sau đó chúng ta tặng cho bạn bè, được không ạ?
in nó ra xong đó chúng ta tặng cho bạn bè, đúng không ạ? Đấy, và khi mà như vậy là sao ạ? Chúng ta kích thích bạn bè rồi là con cháu của chúng ta đấy, với một cái tinh thần không chỉ là đọc truyện tranh mà còn tạo ra được cuốn truyện tranh, đúng không ạ? Đấy, và điều đấy nó chỉ bắt nguồn khi nào ạ? Khi mà bố mẹ của họ, phụ huynh của họ, phụ huynh của những đứa trẻ đó cũng có cái niềm đam mê, cũng có hiểu biết về AI, hiểu biết về công cụ, hiểu biết về cách làm, hiểu biết về truyện tranh, thì họ mới định hướng cho con của họ, hoặc là định hướng cho bản thân họ đi theo cái hướng đó. Ok không ạ? Rồi. Đấy, và trong thời gian tới có thể nó sẽ có những dự án mới mà sẽ cần sự hỗ trợ của tất cả anh chị em. Anh chị em có sẵn sàng tiếp tục cùng đồng hành hỗ trợ với Học viện AI, với dự án này, với những người trong dự án này để mà tiếp tục những cái dự án mới mà có thể bây giờ nó chưa có, bây giờ nó chưa nghĩ ra, nhưng sau này nó nghĩ ra thì chúng ta lại tiếp tục tập hợp với nhau để xây dựng, để cùng nhau chiến đấu những dự án mới, được không ạ? Anh chị em sẵn sàng thì comment xuống sẵn sàng được không? Rồi, bây giờ thì Huy rất là mong muốn xin nhận được những ý kiến chia sẻ của anh chị em. Huy biết nãy giờ có rất nhiều anh chị em muốn chia sẻ rồi, rất nhiều người muốn nói rồi, nhưng mà chưa được nói, đúng không ạ? Đấy. Rồi, bây giờ anh chị em hãy chia sẻ về cái cảm nhận, cái cảm nghĩ của mình, đúng không ạ? Anh chị em hãy để cái bàn tay lên nhá, gọi là giơ tay lên nhá. Ok, xin mời anh Lê Văn Khoa. Dạ, cảm ơn thầy Quang Huy được cho phép Khoa được tham dự lần thứ hai. Thì được rất là xúc động với những cái phần thưởng của thầy cao vương thầy Quang Huy và cả cái dự án dành cho team. Thì thay mặt team là rất là cảm ơn các thầy và toàn thể anh chị em tham gia dự án. Đây là một cái nguồn động viên lớn cho anh chị em để tiếp tục có những cái đóng góp nó lớn hơn nữa trong những bước đường sắp tới. Thì hôm nay Khoa rất là tóm tắt với cái câu nói của thầy Cao Vương, đây là cái buổi kết thúc nhưng không phải là kết thúc dự án mà mở ra sự bắt đầu mới. Thì mong rằng là chúc mừng cái dự án chúng ta là thành công hơn nữa trên những bước đường tiếp theo. Cái dự án nói chung và cái xây dựng cộng đồng, một cái cộng đồng trí tuệ về sống tử tế, nói chung nó ngày càng phát triển và lớn mạnh. Dạ, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Khoa. Đấy, thì những cái đóng góp cũng như là những cái sự nỗ lực của anh thì tất cả mọi người đều nhìn thấy, đặc biệt là những người trong nhóm của anh thì họ rất là hiểu và cái sự nghiêm túc cũng như là cái sự nỗ lực của anh ở trong cái cuốn truyện đấy. Mặc dù nhóm 4 người nhưng anh Lê Văn Khoa là cái người gần như là gọi là chỉ đạo cũng như là người gọi là ra những cái quyết định quan trọng nhất, cũng như là cái người mà tập hợp được một cái đội nhóm, gắn kết được mọi người với nhau đấy, và đưa ra những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Đấy là cái điều rất tuyệt vời. Cảm ơn anh. Rồi, ai muốn chia sẻ nữa là thật nhanh này. Đấy, có hai cơ hội cho hai người nữa để nói thôi, thật nhanh. Em biết là anh chị em rất là muốn nói rồi, rất nhiều cảm xúc rồi, comment rất nhiều rồi, bây giờ mình không comment nữa, bây giờ mình bật mic lên mình nói như thế này. Đấy. Nào, 1 2 ai bật mic trước thì được nói nhá. 1 2 3. Ok. Rồi, xin mời chị Trần Dung. Dạ thầy. Thật sự là nãy giờ nghe thầy Huy và thầy Cao Vương nói á thì chắc không phải một mình em cảm xúc đâu mà cả nhóm luôn. Nhưng có một cái là cảm xúc nhiều nhưng mà nói thì không được thầy. Thì cái là rất là vui là thấy giống như là sự nỗ lực của mình á, được của cả nhóm thì được các thầy ghi nhận. Và cũng lúc đầu làm á, thì chỉ nghĩ là mình tham gia để mình học hỏi thêm, nhưng mà không ngờ là thầy cũng đâu có nói rằng là thầy sẽ tặng quà cho nhóm nào hay là cái gì đâu, nhưng mà cuối cùng là thầy có quà cho những cái đội nhóm làm tốt. Thì thật sự là nó là một cái bất ngờ và
làm cho mọi người rất là vui và cảm thấy mình rất là vinh dự vì được đứng trong cái đội nhóm rất là cam kết và giỏi lên mỗi ngày và yêu thương nhau. Dạ, thấy cảm thấy mình rất là vinh dự được cái đứng trong cái đội nhóm này và được sự chỉ dẫn của hai thầy. Dạ, biết ơn các thầy, biết ơn tất cả các anh chị em trong đội nhóm cũng như là các anh chị em hỗ trợ. Dạ, hết thầy. Ok, tuyệt vời, cảm ơn chị Dung. Đấy, một cái người không biết vẽ nhưng mà rất là nhiệt tình, đặc biệt là có giọng rất hay. Ok, thì Huy sẽ mời thêm một hai người nữa nha. Xin mời chị Kim Anh ạ. Chị Kim Anh thì lúc nào cũng rất nhiệt tình. Đúng cái hôm mà tổng kết thì là xấu quá, đang sinh bây giờ nó xấu quá. Hôm nào sửa mãn từ đến giờ nó cũng không. đang từ bị bất mãn với lại cái quả ngày hôm nay. cũng không có nói được gì nhiều nữa đâu vì tất cả mọi người cũng đã chia sẻ hết rồi. Mình cũng có một cái suy nghĩ như vậy thôi. Và có một điều nhỏ nhỏ nữa là vừa nãy cũng có một đoạn thì chị không có tham gia được vì còn công việc riêng một chút. Cái vấn đề về thì nhờ về cam kết các thứ đấy thì đến đoạn đấy thì chị lại không nghe. Thế nhưng ý kiến cá nhân thì chị muốn rằng là cái phần cam kết của mình ấy được gửi lại chị xin tri ân hai thầy Vương và thầy Quang Huy đã nói, tức là sẽ không thể nào mà nói hết được cái sự biết ơn và cảm ơn rất là nhiều, rất là nhiều với hai thầy nhé, đã truyền được cái động lực. Đúng thật, nếu mà chị không có động lực thì chị cũng không làm được, thực sự luôn. Đã vừa chậm nhé, xong lại vừa cao tuổi nhé, xong lại còn vừa là lệch múi giờ nữa, tức là mọi cái là mình phải cố lên một tí, mọi thứ mình phải cố lên một tí. Và cái đấy là cũng nhờ vào cái động lực rất là nhiều của hai thầy và cũng như là đội nhóm của anh chị em. Cảm ơn hai thầy rất là nhiều và cảm ơn cái hành trình mà tất cả chị em đã vừa đi qua của tất cả đội nhóm với nhau. Giờ rất là xúc động, cho nên là nói thì muốn nói nhiều lắm nhưng mà các anh chị cũng đã nói thay cái lời của mình rồi. Một lần nữa xin cảm ơn hai thầy cũng như là các anh chị em. Hy vọng là sớm là chúng ta sẽ có những cái tác phẩm mới. Cảm ơn chị Hà Kim Anh. Thì thực sự là chị Hà Kim Anh chính là cái nguồn động lực cho anh chị em. Một cái người gọi là cũng là gọi là có nhiều trải nghiệm. Đấy, cũng là cái người mà lệch múi giờ và cũng là người kém về công nghệ. Đấy, vậy mà gì ạ? Vậy mà rất là chăm chỉ, rất là quyết tâm. Có những cái buổi họp mà chị phải dậy sớm, có những buổi họp chị phải thức khuya, có những cái buổi họp mà nó đang giờ làm việc nhưng mà chị tham gia rất nhiệt tình, gần như là không bỏ buổi nào. Thì chính chị Hà Kim Anh là một cái gọi là tấm gương sáng để cho những người khác noi theo. Và chính nhờ cái hình ảnh của chị Kim Anh là người ở bên Đức mà vẫn tham gia dự án rất nhiệt tình, cho nên là những anh chị em khác lại càng cảm thấy có khí thế hơn, làm việc hừng hực hơn, bảo chị Kim Anh thế mà chị còn làm được, không những làm được còn làm rất tốt. Đấy, thì mình không thể nào mà thua chị ý được. Thế là tự nhiên là gì ạ? Là khí thế hừng hực luôn, đúng không ạ Nguyễn Thắng? Không, nhưng mà nói vậy thôi chứ có thầy Cao Vương ở đây xấu hổ lắm. Vì là thầy Cao Vương là cái người đầu tiên luôn là động viên chị rất là nhiều từ lâu rồi đấy. Thế mà chưa làm được cái gì, chưa gọi là có cái thành tựu gì đến giờ phút này. Là có hôm nay là có thầy Cao Vương mở video thực sự là chị thấy xấu hổ luôn ấy. Điều tuyệt vời nhất là cuối cùng là chị Hà cũng đã vượt qua và đã có kết quả. Chúng ta không nhìn lại những cái điều mà chúng trước kia, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta đã làm được. Thì cái điều đó là cái điều mà mình thấy tuyệt vời nhất. Thì các chị Kim Hà với mình thì là hai chị em chơi với nhau lâu lắm rồi, cũng hơn chục năm rồi. Và chị Kim Hà vừa có chia sẻ câu chuyện là chị Kim Hà cũng là học viên của cái khóa học khác của mình là dạy về nghề đào tạo. Nhưng có lẽ là đôi khi nó không phải là cứ có cơ duyên là mọi thứ nó xảy ra, mà nhiều khi nó phải cơ duyên, nó phải đủ chín. Thì đang hình dung là câu chuyện cái cơ duyên kia có thể nó chưa đủ chín. Còn cơ duyên chuyện tranh thì rất hiếm khi mà thấy chị Kim Hà, chị thấy một cái sự hào hứng rất là cao độ như cái dự án này.
thì cảm nhận là chị như là đang sống lại một con người rất là nghệ sĩ bên trong của chị, và đang 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 cảm thấy rằng là sống đúng cái dòng máu, cái huyết quản mà đang chảy trong 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 chị, nó Ông đang Cao Vương đã biết chị từ rất là lâu, chị cũng là có người mà luôn luôn nhiệt huyết với lại đội nhóm mà. đúng rồi. Nhưng mà cũng không phải là cái cứ dự án nào hoặc ý tưởng nào mà kiến chị cũng tâm huyết như này đâu, thì phải nói là cái dự án này nó giống như là chạm đúng cái mạch của chị, là chị chạy rất là tuyệt vời. Chập chập đúng mạch, chập đúng Chập đúng mạch, mạch. chập đúng mạch, Người ta gọi là chập mạch ấy. chập mạch. Đúng là cái dự án này nó nhiều khi nó giúp mình không những là quay về lịch sử mà nó còn quay về tuổi thơ nữa, đúng không ạ? Nó giống như là chúng ta quay về tuổi thơ để mà nghiền ngẫm nghiên cứu những cái cuốn truyện tranh ấy. Đó, và chúng ta trẻ ra rất là nhiều, đúng không chị Kim Anh? Rồi. Ừ. Tự nhiên mình trẻ ra là mình có năng lượng thôi, có gì đâu. Đấy. Chắc chắn rằng là đây cũng là một cái đà, đây là cái một cái mốc cũng như là một cái nền móng để sẽ có thành tựu hướng thầy Cao Vương một lần nữa. Ok, rất tuyệt vời. Khi mình đã làm được cái chuyện này rồi thì mình có niềm tin là mình có thể làm được nhiều việc hơn nữa, không ạ? Ok, Vâng. thì một lần nữa xin cảm ơn chị Kim Anh, và đặc biệt là cảm ơn chị Kim Anh vì cái phần quà chị đã gửi lại cho Học viện AI cũng như là cho hai thầy. Đấy, Nhỏ thì bé thôi vâng, thầy. cảm ơn chị. Đấy là cũng là cái sự động viên cũng như là sự ghi nhận của chị cũng như là anh chị em khác cho sự đóng góp, sự nỗ lực của thầy Cao Vương cũng như bản thân Huy. À, xin cảm ơn chị rất là nhiều. À, ok, thì cặp đôi hoàn hảo mà gọi chị Kim Anh mà không gọi Nguyễn Thắng là hình như là cảm thấy nó cũng khó chịu lắm đấy Hơi nhỉ. sai. Cặp đôi hoàn hảo này lúc nào đi đôi với nhau, nên là xin mời Nguyễn Thắng. Hai chị em có rất nhiều điểm chung, Xin không có cảm thời ơn gian để chia sẻ với đội nhóm thôi. chia sẻ vừa rồi chị Kim Anh. Cảm ơn cho thầy Cao Vương, thầy Quang Huy. Thật ra là đúng là vừa nãy thầy Cao Vương có hỏi là khi mà làm xong cái chuyện tranh này thì cảm thấy như nào. Thật ra là đúng là lúc đó cảm giác mình sướng, nó sướng, nó sảng khoái lắm. Nhưng là mình không ngờ là mình làm xong được một cái cuốn chuyện này, trong khi mình cách đó có mấy hôm mình còn chả biết gì về làm cái điều này cả. À, có nghĩa là ai cũng gặp phải cái tình huống, một cái cảm xúc là đúng là áp lực nó tạo động lực. Khi mọi người có một cái áp lực, ai cũng phải có động lực để mà làm hoàn thành cho nó dứt điểm cho nó xong bằng một giải chúng ta xong. Một khi mà đó là khi mà mình hoàn tất được cái điều đấy thì cảm xúc mà nó cảm thấy nó sung sướng lắm, nó râm ran trong người lắm. Thì đó đang là khi mà làm xong một cái kiểu như này rồi thì rõ là anh chị em mình ở đây rồi chán ngán cái dự án hay cái đề tài là tiếp theo mà chỗ thầy Cao Vương, chỗ thầy Quang Huy đưa ra cả, anh chị em sẵn sàng để mà tham gia tới cùng thì anh nhỉ. Tuyệt vời quá. Rất là thích cái tinh thần của team đội nhóm này. Sống ngán dự án nào hết đấy. Tiếp nhá, Thắng chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà có một cái chia sẻ luôn là lúc mà làm xong cái chuyện mà đến cái đoạn mà chị Kim Anh cũng muốn là đồng audio ấy, thì rõ ràng là ngay ngày hôm đấy luôn là Thắng cũng không ngờ là chị Kim Anh kêu là không rành về công nghệ gì cả, mà gửi lại cho Thắng kêu chị ghi âm lại cái đoạn ghi audio cho em thôi. Mà không ngờ chị tách ra audio, chị ghi ra từng file rất bài bản, xong rồi chị còn lồng nhạc rất là du dương vào trong từng đoạn như vậy, thì mình cũng hơi bất ngờ với lại chị Kim Anh như vậy. Thì ngay liền trong trong đêm Nhanh hôm đấy cũng lồng hết những cái Thì đoạn bạn bản đấy thì làm mà hoàn tất theo cái em muốn để mà cho xong cái bản audio của chị Kim Anh. Và chị Kim Anh là em bất ngờ với cái đoạn đấy đấy. Và sau đó chị chia sẻ những cái clip mà chị hát nữa, giọng cài như là ca sĩ luôn. Nên đó là mà các anh chị em mà nếu có cơ hội chúng ta khai phá được cái điểm điểm mạnh của chị Kim Anh, có nhiều điểm rất là thú vị và hay ho. Như thầy Cao Vương có kêu phải chạm đúng chỗ sướng rồi chỗ chị Kim Anh là chị ra ngay. Là chập đúng mạch ấy. Đúng mạch, chắc mạch. Chị Kim Anh này có nhiều cái để khai phá lắm. Chị Kim Anh còn có trong cái nhóm làm truyện tranh, chị Kim Anh còn hướng dẫn mọi người tập tập hít bụng mà Noni, chị là còn huấn luyện viên Noni còn rất là hay cơ. Mà chị đã dậy, chị dậy sớm 2 tuần để đợi mọi người trong Zoom cũng không thấy ai vào. Đấy thế. là chị không truyền thông, em vẫn tập đều đấy. hai Ok. hai tuần liền cứ vào Cao ngồi Phương. ngồi đợi nhưng không thấy ai cái thôi lại đi ra. Rồi, ok, cảm ơn chị Kim Anh.
Ở đây thì Huy thấy có một bạn rất cũng rất là quan tâm đến dự án này, không biết là bạn có thể phát biểu được không? Không biết là bạn Đoàn Phương có ở đấy không mà có phát biểu được không? Khó nhìn cái mặt là khó rồi. Chạy vào phòng vệ sinh nhanh. Đang chỗ làm nhưng mà rất là hóng hớt. Độ hóng hớt rất cao. Hôm nay ngồi dự mà nghe mọi người mà tràn đầy cảm xúc thế ạ, như hôm đầu tiên luôn, nhưng mà không nói được. Trốn ra ngoài một chút. Giáo viên cô giáo đấy, học sinh nó là ngó xung quanh nhỉ. Em không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn các thầy và toàn bộ ekip. Cả cộng đồng mình rất là mong muốn được đồng hành với các thầy và cả nhà mình ở trong những cái dự án lần sau nữa. Và qua đây thì em cũng được trưởng thành rất là nhiều, được học được rất nhiều bài học và dám làm được những điều có lẽ là chưa bao giờ trong cuộc đời mình nghĩ là mình có thể làm được vậy. Bạn Đoàn Phương này thì có một cái tài năng rất đặc biệt, đấy là tài năng viết truyện, viết kịch bản rất hay. Bạn ấy viết kịch bản và viết những cái câu chuyện mà gọi là mình đọc cũng biết là giáo viên dạy văn hay sao, viết hay lắm. Em đang là giáo viên dạy văn cấp 2 thế ạ. Dạy văn cấp 2 à? Đấy thế nào, viết rất hay luôn. Thầy rất là nhiều ạ. Đấy thì mỗi người trong nhóm chúng ta đều có cái vai trò rất là quan trọng. Đấy, kể cả là từ những cái bạn mà làm truyền thông như bạn Lưu Hà, rồi những cái người như bạn Mai, rồi những cái người làm nhiệm vụ là kiểm duyệt giống như là anh Bùi Bùi Hoàng, Bùi Duy Hoàng, anh Đỗ Tiệp. Đấy, rồi những người làm về kịch bản đấy giống như là bạn Đoàn Phương, rồi giống như chị Hà Kim Anh, giống như chị Quốc Dung, giống như một số anh chị em khác, rồi những người mà sử dụng AI để vẽ tranh như một số cái tác giả và vừa rồi, thì chúng ta một mình chúng ta thì không thể làm được tất cả mọi việc, nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp với nhau thì cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn ra được cái gọi là sản phẩm, cái kết quả đấy. Cho nên là Huy tin rằng chúng ta là một đội nhóm mà chúng ta cần có nhau, mỗi người là một nhiệm vụ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta tổng kết cái buổi gọi là kết thúc dự án, và cuối cùng thì đến giờ phút này thì chúng ta hoàn toàn gọi là có thể tự hào và kết thúc dự án một cách rất là hân hoan vui vẻ, và chúng ta cũng đã có những cái dự án mới tiếp theo và sẽ được thông báo ở trong nhóm, và trong nhóm chúng ta vẫn giữ nguyên cái nhóm đó để chúng ta tiếp tục nhận những cái thông báo trong thời gian tới nếu mà có những dự án mới từ Học viện AI, đúng không ạ? Và Huy một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn thầy Cao Vương, cảm ơn Học viện AI, cảm ơn những anh chị em hỗ trợ, những đội trợ lý, cảm ơn những anh chị em đã cam kết, đã gọi là tham gia nhiệt tình tất cả các cái hoạt động của dự án. Và cũng rất là cảm ơn những anh chị em đã đóng góp cái cam kết của mình cho Học viện AI cũng như là cho dự án để mà gọi là gieo hạt hỗ trợ cho những anh chị em khác có những cái phần thưởng rất tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi, một lần nữa thì Huy xin cảm ơn và chúc mừng tất cả chúng ta, và Huy xin kết thúc cái cuộc họp ngày tổng kết ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Rồi, xin nhường mic lại cho chị Mai Phương. Vâng ạ, cảm ơn thầy Huy và cảm ơn tất cả các anh chị. Và rất là vui khi chúng ta đã có những cái kết quả rất tuyệt vời và sự trưởng thành rất là lớn. Và rất là mong được đồng hành với các anh chị trong những dự án tiếp theo của Học viện AI. Đầu tiên đó là chương trình tối thứ ba, chúng ta cùng chia sẻ với cộng đồng, truyền cảm hứng, đam mê về nghệ thuật và đặc biệt là đưa công cụ AI những nghệ thuật vào cuộc sống để giúp ích nhiều hơn cho cộng đồng. Cảm ơn các anh chị ạ.